Buổi tối hôm nay, Bảo Hoàng sẽ cùng với quý vị, quý vị khách hàng cũng như tất cả mọi người cùng đến tham quan một căn nhà mặt tiền thuộc đường chính kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Một trong những bất động sản có mức giá cực kỳ tốt thời điểm hiện tại trên trục đường này thưa quý anh chị. Với trục đường lớn phía trước mặt tiền có chiều ngang lên tới 20m, lòng đường 12m, vỉa hè 4m mỗi bên. Ở đây thì buôn bán kinh doanh cực kỳ sung đa ngành nghề, đặc biệt là những ngành nghề dịch vụ làm đẹp, trong đó có làm dịch vụ nha khoa, thẩm mỹ viện, spa, và có nhiều trung tâm mua sắm lớn, nhiều siêu thị trong khu vực cũng như trên trục đường này. Và đây thưa quý anh chị, căn nhà mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho cả nhà mình đây, với thiết kế một trệt một lầu, vâng, một trệt một lầu nhưng mà được đúc bê tông hẳn 2 tấm, có chiều ngang đất là 5m và chiều sâu vào là 20, tổng diện tích là 100m2. Hướng chính của căn nhà là hướng chính Bắc, đặc biệt phù hợp với quý vị khách hàng theo mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Vị trí căn nhà kế bên những căn nhà rất là lớn trên trục đường này. Vâng, đây thưa quý vị, căn nhà mình đây. Hiện trạng là căn nhà một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ. Ở tầng lầu 1, tầng trệt có 1 phòng ngủ và kiosk phía trước đang kinh doanh. Trên cùng sẽ là sân thượng thưa quý anh chị. Trên cùng sẽ là sân thượng kế bên những căn nhà lớn cao tầng ở đây. Còn đây là trục đường lớn ở phía trước mặt tiền, trục đường 20m. Mình theo hướng này thì chúng ta sẽ ra lại với quốc lộ 13 để về lại với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách vị trí này khoảng tầm 4,5 đến 5 km và thành phố Thủ Dầu Một thì khoảng tầm 6,5 đến 7 km thưa quý vị. Còn nếu đi ngược với trục đường này thì mình sẽ về lại với thành phố Dĩ An, trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT743 cũng như là thành phố Biên Hòa trên trục đường quốc lộ 1K. Với trục đường rộng, kinh doanh đa dạng về ngành nghề, đặc biệt là những ngành nghề làm đẹp thì đang phát triển rất là rầm rộ ở đây. Cô chú chị mình có nhu cầu muốn tìm một căn nhà mặt tiền kết hợp với kinh doanh ngay tại một trong những trục đường chính của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên thành phố Hồ Chí Minh, thì đừng ngần ngại gọi ngay cho Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để chúng ta đến tham quan khảo sát và làm việc nhanh với chủ nhà với căn nhà này thưa quý anh chị. Một căn nhà xây dựng kiên cố một trệt một lầu, được đúc bê tông 2 tấm, vị trí đẹp gần chợ. Ở đây có 2 khu chợ, khu chợ thời trang và khu chợ rau củ quả. Với một mức giá bán cực kỳ ưu đãi. Vâng, hiện tại thì chủ nhà đang chào ra thị trường thông qua kênh nhà đất Bảo Hoàng với mức giá là 6 tỷ 250 triệu. Mức giá này thì còn thương lượng thêm với chủ nhà, một mức giá cực kỳ ưu đãi cho quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là mua để sử dụng kết hợp vừa ở vừa kinh doanh ngay tại vị trí này, quá là đẹp. Và để biết đầy đủ các thông tin pháp lý về bất động sản này, cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng. Bảo Hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị cũng như tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Còn hiện tại thì bên đơn vị nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những bất động sản tại các thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương và các thành phố lân cận, trong đó có thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều những bất động sản có mức giá đầu tư cực tốt, vị trí đẹp và diện tích đa dạng cũng như là hướng nhà hướng đất đa dạng. Quý chương trình mình có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp cho Bảo Hoàng. Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau. Còn xin chào.